Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án để ăn chia 50.000 cái token OFM, tức là Ocean Floor. Và để tham gia vào dự án này, mọi người bấm vào đường link mình để dưới bài ghi bình luận nhé. Sau đó thì mọi người làm các nhiệm vụ như này. Đầu tiên là join vào group Telegram này. Rồi, chọn join này, quay trở lại này, tiếp tục ra vào Discord này, có gì không? Biết đang gọi được chưa? Mọi người chờ gọi lại nhé. Rồi, ok. Và quay trở lại này. Rồi tiếp vào kênh YouTube này. Mọi người chọn đăng ký cho mình. Sau đó quay trở lại. Và follow vào Twitter. Rồi, chọn theo dõi này, sau đó quay trở lại này. Rồi, ở dưới này thì mọi người sẽ điền này, tên này, địa chỉ email này, username của Telegram và tất cả những các thông số ở đây nhé. Và sau đó bấm sign up now này. Thì do chính sách là chống quấy rối của YouTube nên mình xin phép được che đi cái phần này nhé. Rồi mọi người cứ điền những cái thông tin như này vào là ok thôi. Rồi, ở cái mục địa chỉ ví này thì mọi người nhập địa chỉ ví ETH ở trên ví trước hoặc MetaMask cho mình. Tiếp theo thì về cái phần kinh nghiệm này thì mọi người có thể chọn tùy ý nhé. Rồi, ở cái phần Music này thì mọi người chọn dưới cùng cho mình. Và sau đó bấm vào Sign Up Now. Rồi, như vậy là mọi người đã đăng ký thành công. Và bây giờ thì mọi người sẽ quay trở lại mail để kích hoạt cái này nhé. Thì ở đây thì nó sẽ có một cái đường link để chia sẻ. Thì mọi người sẽ copy cái đường link này đi chia sẻ nhé. Rồi, trước khi kết thúc cái này thì mọi người sẽ vào kiểm tra mail cho mình. Dẫn xong mọi người tham gia dự án. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.